Ok thì bắt đầu nhé. Ancol tec butylic là tec là tri. Cả nhà sẵn sàng chưa? Tec là tri nhá. Vậy tec butylic anh này này. C này. OH này. Được chưa? Bậc của ancol thì chính bằng bậc của carbon mà nhóm OH đính vào. Và nhóm OH đính vào. Được chưa? Có điểm, tí nữa rồi là chị Huế chị ấy sẽ thả điểm lên đây cho các em nhá. Đây là cái việc mà làm điểm chậm trễ duy nhất thôi, còn này sắp tới thì các em cứ thi xong các em biết điểm ngay. Còn hôm nay là cái đợt vừa rồi là do nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, thầy và chị Huế vẫn cố gắng để mà livestream cũng như là cho các em thi thì như vậy, được chưa? Vậy đây này, carbon này bậc 1 mà riêng này bậc 3. Vì vậy nên anh ăn côn để ăn côn bậc 3. Đáp án đúng đáp án D. Chúc mừng tất cả các bạn và comment đúng là đáp án D. Đấy, Lan Anh thật sự có lẽ em đã rất may mắn khi biết đến thầy. Đúng rồi, chính vì vậy nên là em cần giúp cho các bạn của các em may mắn hơn nữa để mà biết được đến thầy nhá. Lan tỏa may mắn. Câu số 2 hình như cái chỗ này hơi bị chớp chớp ở các em. Các em có thấy bị chớp chớp không? Câu số 2 này, cho hiểu sao. Đúng rồi, thầy thấy như nó chớp chớp đúng không? Chớp chớp sẽ khiến mà em bị mỏi mắt. Thầy cố gắng thì làm cho nó đỡ chớp nhá. Còn chớp không? Thầy thấy nó vẫn chớp chớp. À, đỡ chớp rồi. Câu số 2 nhá. Cho phát biểu sau, có hơi tối không nhỉ? Hơi tối cho dịch ở đây. Cho các phát biểu sau. Toluen phản ứng thế với brom. Toluen phản ứng thế với brom. Đây. Toluen phản ứng thế với brom. Xúc tác bột sắt nhiệt độ tạo thành meta brom toluen, các em chú ý này, toluen đây. Toluen đánh này. Nhóm thế CH3 ưu tiên thế vị trí ốc thô và para. Khi cộng với brom xúc tác bột sắt nhiệt độ thì nó sẽ phải thế vào vị trí ốc thô. Đúng không? Brom. Hoặc là vị trí meta, sorry, para. Chứ không phải là meta, not beta, sai, được chưa? Ừ, bị chớp, thầy vừa sửa được rồi. Nhá. Các em hiểu không nhỉ? Hiểu thì chấm cái nhỉ? Comment đáp án liên tục đi. Số lượng đồng phân của alken C4H8 ít hơn của alken C4H10. Thế thì ở đây thì lấy cái nháp này đã. Thế thì ta có này, đồng phân alken C4H8 thì nó có số lượng đồng phân nhá. C4H8 này, nó thể viết này. Mạch chính là mạch C4 này. Hoặc nó đôi ở đây này. Hoặc nó đôi ở đây này. Hoặc nó đôi ở đây này. Anh này có đồng phân hình học này. Và C4H8 có 3 đồng phân đúng không? Cộng với 1 hình học là có 4 đồng phân này. C4H10 này. 1 đồng phân này. 2 đồng phân này. Ít hơn là sai, phải nhiều hơn. 1 sai, 2 sai rồi. Đốt cháy ankin. Có phải ankin của thầy là CnH2n-2 không? Cộng oxy có phải thể ra được là NCO2 cộng N-1 nước à? Thế vậy thằng này là 1 thì CO2 là N thì nước là N-1. Vậy mình có N nước luôn lớn là CO2 chưa? N nước luôn lớn NCO2, đúng. Ok nhá. 4. Styren phản ứng vừa đủ dịch brom thì lemon 1-1. Các em nhìn này. Styren C nối đôi C cộng brom theo tỷ lệ 1-1, đây là phản ứng cộng nhé. Cộng thì nối đôi đây giống như alken đúng không? Cộng đúng tỷ lệ 1-1, cái này đúng tiếp. Đồng trùng hợp buta 1,3 điên và styren. Đồng trùng hợp buta 1,3 điên anh này. Với lại styren C nối đôi C C6H5. Thì em chú ý những cái phương trình mà thầy đang viết nha. Rất là rất quan trọng. Việc đầu tiên tiên quyết để em học giỏi được môn hóa. Đấy là em phải viết được phương trình. Đây. C6H5. Và anh này không được gọi là cao su bu na, mà được gọi là cao su bu na S. Sự kết hợp đồng trùng hợp của buta 1,3 điên và styren nhá. Cao su bu na S. Sai. Số phát biểu không đúng là gạch chân này từ không đúng nha. Bình thường mọi ngày người ta hỏi đúng, hôm nay người ta hỏi không đúng này. Vậy là sai. 1, 2, 3. Đáp án đúng, đáp án C. Ối bạn sai rồi này. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C nhá.
Được chưa? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 3. Câu tiếp theo câu số 3. Danh pháp Eupat. Câu tiếp theo câu số 3. Danh pháp Eupat của Ankin-Benzen có công thức cấu tạo sau là. Thế mình chú ý là anh Ankin-Benzen này có công thức cấu tạo này. Thế danh pháp Eupat. Thế mình đánh số này. Đây là 1, đây là 2, đây là 3. Được, vậy anh này là 1 etin, 1 etin. 1 etin. Em đứng trước. 30 etin. 30 etin, 5 sai. 30 đúng, Benzen. Đáp án đúng chúng ta là đáp án à, thấy chưa? Đấy. Em hiểu bài không nhỉ? Thầy chữa cực kỳ kỹ và cực kỳ chậm cho cả nhà. Những bạn nào hiểu thì chấm cái nhá. Thứ hai là các em nhớ share video livestream lại về tường. Bởi vì là sau khi mà thầy like xong thì sẽ ẩn xe. Vừa nãy trục trặc một chút về kỹ thuật. Hello. Hơi tối nhỉ? Đúng không? Rồi ok, tiếp tục nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 4 nhỉ? Câu số 4, đốt cháy hoàn toàn 8,48 gram. Đốt cháy hoàn toàn 8,48 gram. Em lụi đúng rồi, may quá. Lụi thì nó không bao giờ hay cả. À, đốt cháy hoàn toàn 8,48 gram một hydrocarbon là đồng đẳng của benzen. Chúng ta lưu ý này, cụm từ này, đồng đẳng của benzen này. Đồng đẳng của benzen, vậy công thức của nó phải là CnH2n-6 đúng không? 8,48 cộng với lại oxy này thì đã thu được này NCO2 này cộng với lại N-3H2O này. Mình tìm được số mol nước bằng 7,2 chia 18 bằng 0,4. 0,4 mol nước. Được chưa? Đề bài yêu cầu hỏi chúng ta là giá trị của V, V CO2 này bằng bao nhiêu. Thế thì ở đây các em cần lưu ý cho thầy một chút thế này. Các em cần lưu ý cho thầy một cái cách giải nhanh nhé. Một cách giải nhanh mà ít bạn biết đến cái cách này, nên là mấy bạn mất rất nhiều thời gian trong việc giải. Được chưa? Ở đây thì có một cái cách giải nhanh khá là nhanh để dành cho các bạn và các em. Các em lưu ý cho thầy nhá. Ở đây thì có này. Có phải đồng đẳng của benzen không? Thì là hydrocarbon đúng không? Thầy luôn có khối lượng của hydrocarbon thì phải nó luôn bằng 12 lần CO2 cộng với 2 lần nước không? Được chưa? Thế thì bạn nào mà không biết cái này nhá, bạn nào không biết cái này thì lưu lại. Đây công thức giải rất là nhanh. Hydrocarbon. Thế đây bằng 12 lần CO2 cộng với 2 nhân với 0,4. Đến đây thì tìm được N nước, bởi vì thầy biết được khối lượng hydrocarbon là 8,48. Thầy tìm được NCO2 luôn. Thì bằng 8,48 này trừ đi 2 nhân với 0,4 này được bao nhiêu chia cho 12 này? 0,64. Số mol CO2 là 0,64. Để bài hỏi giá trị V là số mol CO2. Vậy mình sẽ có là bằng 0,64 mà nhân với 2,4 thì bằng 14,336. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Các em hiểu không nhỉ? Đề bài sẽ bán kết cục C1. Ừ đấy, thầy đang bảo toàn không, thầy đang làm ngày. Ok, cảm ơn công Nguyễn. Bảo toàn cũng có thể nhanh hơn. Được chưa? Thế em nhìn nhá. Em nhìn này. Em nhìn này. Vậy này, ở đây là bản chất ở đây chúng ta cần phải nhớ được công thức là M hydrocarbon bằng 12 lần NCO2 cộng 2 lần N nước. Từ đó mình tìm được N của CO2. Thế là xong. Ra là 0,64 nhân 2,4 là xong. Cái này xong luôn. Rất là dễ đúng không? Đấy, các em cần chú ý nhá. Những bạn nào mà chưa share lại về tường thì share lại. Bởi vì không tí nữa là like xong là thì ẩn á. Mình tiếp tục này. Sang câu tiếp theo, câu số 5 nhá. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 5. Các em có hiểu bài không nhỉ? Bạn nào không hiểu thì hỏi ngay nhá. Thầy sẽ giải đáp cho các em luôn. Được không? Mấy câu này khá là cứng đấy. À, những bạn nào mà chúng ta tiếp tục này sang câu số 5. Câu số 5, hỗn hợp khí X gồm ethylene và vinyl acetylene. Thế thì nháp luôn đây. Ethylene chúng ta là C2H4 này. Vinyl acetylene nhiều bạn quên không nhớ này. Vinyl acetylene là C nối đôi C gạch C nối 3C, hay còn được viết là C4H4. Còn CH4 là C nối đôi C. Được chưa? Đúng rồi, link đề mà đang bị lỗi, chính xác em ạ. Chính xác. Cho amon X tác dụng với, đây là amon X này, tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3, trong NH3 nhé, thì thu được kết tủa. Các em lưu ý cho thầy, anh này có nối đôi CC thì không thu được kết tủa đâu. Đấy chứ, vậy chỉ có anh này thôi, có hydro linh động. Thằng này không có hydro linh động. Đây này, hydro linh động chỉ một mình anh này thôi. Vậy, kết tủa ở đây của thầy nó sẽ là H2C nối đôi CH gạch C nối 3 C gạch AG. Đây là kết tủa. Được chưa? Khối lượng kết tủa là 19,08. Thế thì tìm được số mol kết tủa luôn.
19,08. 19,08 mà chia cho mở ngoặc đơn 12 nhân 4 cộng với lại 3 cộng với 1 cộng với 108 bằng 0,12 không? Được chưa? 0,12 mol. Vậy suy ra số mol C4H4 cũng bằng 0,12 mol. Đấy nha, thì A mol này. Mặt khác toàn bộ hỗn hợp này phản ứng tối đa với hydro là 0,46. Suy ra thì có này. Suy ra thì có này. 0,46 sẽ bằng này, em lưu ý này. Một anh C2H4 cộng 1 pi phải ăn 1 mol hydro, 1 nhân ăn 1 lần số mol hydro C2H4. Cộng với này, một anh C4H4 này có 1 pi này, 2 3 pi. Vậy là 3 nhân với lại số mol của C4H4. Được chưa nào? Các em hiểu bài không nhỉ? Các em đang theo dõi có hiểu không? Bởi vì anh này có 1 pi nên ăn 1H2 này. Anh này có 3 pi nên ăn 3H2 này, 1 này, 3 này. Vậy nó sẽ bằng số mol của C2H4 cộng với 3 nhân với lại 0,12. Và hoàn toàn thì tìm được số mol của C2H4 bằng 0,46. 46 trừ đi 3 nhân 0,12 bằng 0,1. Vậy số mol của CH4 bằng 0,1. À tốt, may quá các bạn kêu hiểu rồi. Cảm ơn gấu mèo nhá. Vậy bằng 0,1. Vậy đề bài yêu cầu chúng ta là xác định A mol. Thế A bằng 0,1 cộng với 0,12. A bằng 0,1 cộng 0,12 thì bằng 0,22. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. À, không biết là có nhiều bạn làm đúng trong cái bài kiểm tra không? Không biết là có bao nhiêu bạn làm đúng trong bài kiểm tra. Đấy, bài kiểm tra thì càng ngày càng chất đúng không? Các em cứ làm theo mấy bài kiểm tra thì là rất là ghê. D chính xác, ok. Và tiếp tục nhá. Tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 6 nào. Chúng mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 6. Thầy dễ hiểu, cảm ơn cái tôi đẹp dài, cái tôi đẹp dài. Dễ hiểu thì xe lại về tường nhá. Tiếp thì một xe, like xe về cho các bạn. Xong rồi tag các bạn ở trong video live stream này nhá. Để các bạn được học những giáo viên chuẩn như thế. Không mất thời gian quá nhiều về việc chém gió hay là làm bất kỳ một vấn đề gì đó khác cả. Chúng ta chỉ có học, bởi vì chỉ có học thì chúng ta mới giỏi thôi. Câu số 6. Đun nóng 7,8 gam hỗn hợp hancol non đơn hở thu được 6 gam một đồng bài te có số bằng nhau. Úi dồi ôi, câu này cũng mệt mỏi lắm này. Câu này cực kỳ mệt mỏi. Câu này cực kỳ mệt mỏi luôn. Đề này khá là cứng đúng không các em? Thế thì muốn làm được câu này các em chú ý cho thầy một điều sau nhá. Hai thằng ROH nhớ này thì tạo thành thằng ROR cộng một thằng nước. Vậy nếu số mol thằng này là 2 thì số mol thằng này là 1 thì số mol là 1. Nên chúng ta luôn luôn có một điều là số mol nước bằng số mol ete và bằng 1/2 lần số mol ancol phản ứng. Ok chưa? Học khó quá. Văn Hoan đừng giả vờ. Đánh chậm giờ. Hôm nọ thi còn được 10. Cứ chén gió làm cho lung lạc lòng các bạn. Thứ hai thì có bảo toàn khối lượng. Các em đừng tin thằng Văn Hoàn nhé. Thằng Văn Hoàn nó thi từ gần 10 đấy. Mà ăn côn. Thằng toàn chém gió học thầy lên thành đỉnh rồi xong rồi cứ đi chém gió để dọa nạt các bạn. Mở nước. Huỳnh Thu An. Đấy thì đây bạn Huỳnh Thu An lại vào muộn này. Huỳnh Thu An nhớ phải làm sao comment thật nhiều để lên được làm fan cứng thì chắc là không bao giờ bị vào muộn nữa. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì có mở ăn côn bằng 7,8. Thì bằng MET bằng 6. Cộng mở nước đúng không? Vậy suy ra ở đây mình tìm được mở nước này bằng 7,8 trừ đi 6 thì bằng 1,8. Đến đây ta tìm được số mol nước nhỉ. Suy ra số mol nước thì bằng 0,1 đúng không? Từ số mol nước bằng 0,1 vậy chúng ta tìm ra được số mol ancol phản ứng đúng không? Chúng ta tìm được số mol ancol phản ứng nhỉ. Số mol ancol phản ứng ta dựa đây này. Số mol nước bằng 1/2 số mol ancol phản ứng. Vậy số mol ancol phản ứng bằng 2 lần số mol nước. 2 nhân 0,1 bằng 0,2. Được chưa nào? Ok chưa? Vậy là thầy đã có này, khối lượng của ancol này, số mol ancol này. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì suy ra được phân tử khối trung bình của ancol sẽ bằng là 7,8 chia cho 0,2 thì bằng 39. Được chưa nào? Nhìn nhá, đề bài bảo chúng ta này, ancol no đơn. Bởi vì ancol no đơn nên công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2O. Vậy phân tử khối bằng 39 này có là 12N cộng 2N này cộng với lại 2 này, oxy là cộng 16 này. Và đến đây thì tìm được N bằng
39 trừ 18 bằng trừ 18 bằng chia 14 bằng 1,5. 1,5 lớn hơn 1. 1,5 lớn hơn 1, vậy chắc chắn một thằng là CS3. Đúng chưa? Vậy loại D, loại C. Các em lưu ý có một dữ kiện nữa để bài nó là 3 ete có số mol bằng nhau. 3 ete có số mol bằng nhau thì tương đương với việc là 2 ancol có số mol bằng nhau. Và điều này tương ứng với gì? Tương ứng với một vấn đề, đó là 1,5 là trung bình cộng của số nguyên tử carbon. Vậy 1 thì cộng mấy? Chia 2 bằng 1,5 thì 1 chỉ có cộng 2 thôi, đúng không? Vậy đáp án đúng, chúng ta là đáp án A. À, chào Công Nguyễn, hello, chào cả nhà. Tí nữa có điểm em nhé. Tí nữa là chị Nguyễn Huế chị sẽ chấm xong, chị Nguyễn Huế chị sẽ thả điểm vào trong này cho các em, được chưa? Chị Nguyễn Huế đi nghỉ về rồi. Đấy, bài này là bài khá là hay, được chưa? Thế nên là bây giờ các em cần chú ý lưu lại bài này lại, đúng không? Bài này là bài thầy dự là sẽ có khả năng là thi trong kỳ thi của các em sắp tới nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án A, được chưa? Không cần phải mon chia ba đâu em, không cần phải mon chia ba đâu táo đỏ, không cần thiết, mấy cái đấy không cần thiết nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 7 nè. Thành phần chính của khí thiên nhiên, thành phần chính của khí thiên nhiên là, học đi thầy giải dễ hiểu, chính xác, ok. Học vào xong rồi là nhớ xe cho cả lớp, bảo cả lớp cùng học thầy. Những bạn nào mà muốn thi ban A thật khủng thì nên học thầy ngay từ bây giờ. Ban A này, ban B này, em biết rồi. Hiện tại bây giờ thầy đang có một team ở 66 Trần Đại Nghĩa của các anh chị chuyên thi ban B. Đấy, chuyên thi kinh tế quốc dân, chuyên thi ngoại thương, học cực kỳ chất. Nhưng mà điều kiện tiên quyết phải học thành ngay từ đầu, không bỏ buổi nào. Thành phần chính của khí thiên nhiên, khí thiên nhiên là gì? Mê tan, đúng không? Ô, Ngô Thị Thành, Thanh Thảo tốt, Nguyễn Thị Linh tốt, Phan Thành Lợi đúng, cậu Độc đúng, rất tốt, dễ ớt đúng không? Mình sang câu tiếp theo này, câu số 8 này. Câu số 8 này, đốt cháy của ancol đa chức, ancol đa chức thu được N nước và N sai, kem chú ý này, tỷ lệ số mol, vậy thì có này, N nước chia cho NCO2 bằng 3 chia 2. Đúng chưa? N nước mà chia NCO2 bằng 3 chia 2. Vậy ở đây thầy đặt N nước bằng 3 thì NCO2 bằng 2. Vậy thầy thấy này, N nước lớn hơn NCO2 đúng không? Và lớn hơn NCO2 vậy khi, và chỉ khi nó chỉ có thể là ancol no. Tương đương với công thức của nó sẽ là CnH2n cộng 2 để bài cho đa chức OX. Thầy còn tìm được số mol ancol bằng số mol nước trừ số mol CO2 3 trừ 2 bằng 1. Vậy đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 là 2 chia cho 1 thì bằng 2. Vậy công thức của nó sẽ là C2H6OX. Được chưa? Vậy nhìn đáp án ra có này, C3 loại, C4 loại, nào đúng đáp án B. Ngon lành cành đào. Hai Công Nguyễn, quên không làm bài thi thử, giờ mới ngồi làm. Giờ mới ngồi làm thì mệt lắm. Comment mãi mà chả được fan cứng. Văn Hòa này em phải comment ở bên ngoài nữa cơ, chứ comment ở trong này thì khó lên fan cứng lắm. Em phải comment ở tất cả mọi bài của thầy thì mới lên được fan cứng. Sắp tới thì còn sản xuất một bộ sách dành cho lớp 12 cơ. Thì mấy cái sách của các em suốt ngày hỏi đấy, sách nào đấy, thầy đang cố gắng, thầy đang viết và thầy đang soạn cho các em nhá. Mình sang câu tiếp này. Bạn nào mà chưa share lại về tường thì share lại về tường giúp thầy nhá. Bởi vì dạo này Facebook nó chặn like, chặn share kinh lắm, nên là thầy thì cũng share là thầy bị khóa nick luôn. Mấy lần trước thầy muốn giúp cho các nhiều bạn, cho nhiều bạn, thế là thầy bị khóa nick rồi. Bạn bạn tối nay muốn thầy giải hết 40 câu chấm cái thầy xem nào. Bao nhiêu bạn muốn tối nay thầy giải hết 40 câu chấm cái thầy xem nào? 40 câu nhá, full 40 câu chấm cái xem nào. Comment cộng share nữa mới có cứng, đúng rồi đấy. Kinh nghiệm bạn trở lại chưa? Mình có câu số 9 nha. Từ 1 tấn benzen điều chế được bao nhiêu tấn phenol? Biết hiệu suất cả quá trình 50%. Benzen là C6H6, phenol là C6H5OH. Hiệu suất cả quá trình 50% là 0,5. 1 tấn benzen thì thế tìm được số mol là 1 chia cho
Benzen phân tử khối bao nhiêu nhỉ? Thầy quên mất rồi. 12 nhân 6 cộng 6 bằng 78. Xuyên này tỷ lệ 1:1 thì cũng là 1/78. Nhưng chúng ta chú ý cho thầy một cái chiêu kinh khủng. Thuận nhân nghịch chia, vậy anh này nhân, nhân không phải nào. Vậy thầy tìm được số mon nhá. 1 chia 78 nhân 0,5. Đây là số mon phenol này. Nhân với phân tử khối phenol, 12 nhân 6 cộng 6 cộng 16 bằng 0,6025. Các em nhìn được không? 0,6025. 0,6025. Thì bài hỏi gì nhỉ? Bao nhiêu tấn? Vậy là 0,60 tấn. Đáp án đúng, chúng ta đáp án chính là Luân Thành Nguyễn, chính xác. Trầm Anh đúng, chính xác. Đấy, thấy thấy là có rất nhiều bạn comment đúng đấy nhỉ. Tôi không biết là nhiều bạn làm sao nhỉ. Câu 9 là ra 600 và chọn C, thật là nhỏ đít. Số em quá nhỏ, thanh niên nào đây? Câu cậu độc, cậu độc quá nhỏ quá em ạ. Cực kỳ nhỏ luôn. Quản lý phan cứng, ok, là Huy Hoàng. Mình sang câu tiếp, câu số 10 nhá. Ừ, đơn vị là tấn em ơi. Mon à, cái này là thầy cứ coi, thầy cứ kệ nhá. Coi mon là tấn tại yến, tính toán bình thường. Câu số 10. Cho các chất sau, số chất là mất màu dung dịch K, MNO4, nhiệt độ thường. Để mất màu nhiệt độ thường thì cần có nối đôi CC này, nối 3CC này, thấy chưa? Butadien nối đôi, toluen không, ethylene nối đôi, styrene nối đôi, vinyl acetylene nối đôi, benzen không. Nhìn kỹ chưa? Vậy có 1, 2, 3, 4, 4 chất, đáp án đúng đáp án C. Thằng Hoàn đừng lung lạc tinh thần các bạn nhé. Cứ trêu các bạn. Gấu mèo đúng, cậu độc đúng, TK Phương đúng, Luân Nguyễn Hoành đúng. Các em cần nhớ cho thầy cái điều kiện là mất màu K-MNO4 điều kiện thường nối đôi CC hoặc nối 3CC nhé. Để mình làm còn nhiều chất khác nữa cơ, nhưng mà chỉ mỗi cái này đâu. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 11 nè. Câu tiếp theo, câu số 11 nè. Câu số 11. Comment đáp án nhiều vào. Ui sao hôm nay comment yếu thế? Hôm nay comment hơi bị yếu ở mặt đáp án luôn. Hơi bị yếu luôn. Nhiều đứa hôm nay chắc đi chơi rồi, mãi đi chơi đi ngủ mất rồi. Đúng không? Các em ra đợt này nghỉ lễ thế nào? Thầy dạy full. Các em nhìn thấy thầy áp lên đấy. Full luôn. Ok. Chúng ta tiếp tục sang câu 11 nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu 11. Đề nghị Văn Hoàng bớt thả mai, đúng rồi, giết nó thôi. 11. Cho 16,1 gam hỗn hợp gồm glycerol, câu này hay này. 16,1 gam hỗn hợp gồm này. Gồm nhá, 16,1 glycerol và một ancol no đơn trước bạch hạ. Glycerol là C3H8O3. Ancol no đơn. Công thức là CnH2n+2O. Tác dụng với lượng dư natri dư thì ra được số mol hydro là 5,04 chia 2,4 bằng 0,225. Mặt khác cũng bọn này cho tác dụng với mặt khác cũng 16,1 CuOH2 lần, số mol bằng 4,9 chia bằng đơn 64 cộng 34 bằng 0,05. Thế bây giờ các em lưu ý cho thầy nhá. Hai thằng C3H8O3 mới ăn được một thằng CuOH2 lần. Điều này đều phải nốt lại. Được chưa? Like để duyệt phân cứng. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được. Số mol của C3H8O3 bằng 0,08 nhân 2 chia 1 bằng 0,1. Vậy anh này bằng 0,1 mol này. Được chưa? Thế các lưu ý cho thầy nhá, lưu ý cho thầy này. Một anh C3H8O3 là C3H5OH tất cả 3 lần ăn natri thì nó sinh ra hydro là 3/2 hydro. Nhớ chưa? Một thằng này sinh ra 3/2 hydro. Vậy 0,1 thằng này thì sinh ra 0,1 nhân 1,5 bằng 0,15 hydro. Được chưa? Được chưa? Vậy suy ra hydro do thằng ăn côn đơn chức sinh ra bằng 0,25 trừ đi 0,15 bằng 0,075. Thế thì một thằng ăn côn này đơn chức ROH thì lại sinh ra có 1/2 hydro thôi. Mà số mol hydro ở đây nó sinh ra bằng 0,075
thì ta suy ngược lại bằng 0,05 nhân 1 chia cho 1 phần 2 bằng 0,15. Vậy anh này bằng 0,15 này. Thấy chưa? Là tên gọi của A. Giờ mình đi tìm tên gọi của A. Thế thì mình có này, 16,1 thì lại bằng khối lượng của glycerol 0,1 nhân 92 cộng với 0,15 nhân với phân tử khối 14 là cộng 18. Vậy thì tìm được nào? Đúng không? 16,1 này trừ đi này 9,2 này chia 0,15 này trừ 18 này chia 14 này 2. N bằng 2. N bằng 2 của thầy nó chỉ có thể là C2H5OH ancol ethylic. Ancol ethylic. Rồi, ok. Đấy. Dễ không? Thực ra quá khó luôn. Khá là khó. Mình sang câu tiếp theo số 12 nhá. Đề này cứng đấy, bạn nào làm được 8 điểm là cũng kinh đấy, không phải đùa đâu, đúng không? Câu 12 nào. Acid. Đúng rồi, đề toàn bài tập, đề gì toàn bài tập. Test độ thông minh của cả nhà. Acid carboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Acid carboxylic công thức đơn giản nhất, vậy công thức chuẩn của X nó sẽ là C3H5O2 tất cả n lần. Cho 150ml dung dịch axit X nồng độ 0,1 m, phải tìm được số mol bằng 0,1 nhân với lại 0,15 bằng 0,015. Lê Cường ơi, câu đấy hơi khó nên là không hiểu gì là đúng thôi Lê Cường ạ. Còn thầy không nói lại được mà chính mình chở ạ. Bởi vì là tí nữa em, cái học live rất đơn giản là tí nữa em chỉ cần tua lại thôi để em có thể xem lại được. Càng ngày càng khó, đúng là Khánh Viễn chính xác. Nhưng bạn nào làm mà bạn ấy biết. Phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 dư thì thu được với lý khí CO2. Thế em lưu ý này, C3H5O2 này thì cái công thức của thằng axit này nó sẽ là C6H10O4. Được chưa? Và axit này thì mình nhìn O4 này thì nó là axit hai chức. Thầy viết nó thành là C4 này, H8 này, COOH tất cả hai lần. Anh này số mol là 0,015 mà ăn với lại NaHCO3 thì nó sẽ tạo thành ăn 2 NaHCO3 để tạo thành 2CO2. Vậy 0,015 nhân 2 bằng 0,03. 0,03 bằng CO2 nhá. 0,03 mà nhân 2,4 thì bằng 0,3 mà nhân với lại 22,4 thì bằng 0,672 đúng không? Bằng 672ml. Thành tập hôm qua em làm được nửa đề đấy, toàn bài tập dài mãi không ra hết, phá bỏ luôn. Có rất nhiều bạn bị đứt cước như vậy. Ok, ok, ok. Thầy chỉ muốn test cho em là biết đường để mà ôn thi thôi mà. Gì đến mức mà phải hồ báo cáo trồn thế Thanh Tâm. Khó, đúng là Nguyễn Tương Long khó chính xác. Đây khổng má. À, mình sang câu tiếp theo, câu số 13 nhá. Sẵn sàng chưa? Nhưng mà đề khủng thì nó sẽ là cái điều là đề này là có rất nhiều bậc. Đề này thì có rất nhiều câu trúng tủ. Nhớ nhá, đề này có rất nhiều câu trúng tủ trong đề thi ở trên trường mày, nên là phải xem và phải xe lại. À, điểm thì tí nữa chị phải đăng lên em nhá. 40 câu mà thầy đang, chúng nó đang cổ vũ thầy giải full 40 câu. Tiếp này, câu 13. Hợp chất X có công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm? Hydrocarbon thơm là chứa vòng benzen. Đố với em có bao nhiêu? Xem nha, comment nào. Hãy comment cho thầy xem là câu 13 em chọn đáp án gì. C8H10. CC này đầu tiên này. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Đề này làm được 9,5 thì đi đại học. Còn bình thường lắm mà. Đề này chưa nói năng gì đến việc thi đại học. Thi đại học các anh chị học thầy còn kinh hơn nhiều. Nha. Số 4. Vậy tổng cộng có 4 đồng phân. Đáp án đúng đáp án. À, đấy, đây này, Đỗ Thành Công bảo này, để kiểm tra em cũng trúng 5 câu đấy dạng tương tự đây này.
học của thầy nó khủng như vậy này. Cảm ơn Đỗ Thành Công đã nói ra sự thực cho tất cả các bạn. Đấy. Học đề này trúng 5 câu. Dạng tương tự mà 5 câu khó nhá. Câu 14 nào. Chất nào sau đây là mất máu dịch KMNO4 là điều kiện thường? Nối đôi đúng không? Không có nối đôi, không có nối đôi, không có nối đôi. Đây có nối đôi này. C. Câu Nguyễn, 4 rồi. Câu 15 nha, câu 15 nha. Cho 12,6 gram hỗn hợp gồm 12,6 gram hỗn hợp gồm metanan này, HCHO, etanan này, CH3, CHO này. Phản ứng hết với AgNO3 trong đợt 3 thu được kết tụ bạc. Đặt anh này là A, đặt anh này là B. Thì phải có một thằng HCHO sinh ra 4 bạc. Một thằng CH3, CHO sinh ra 2 bạc. Phải thấy có hệ tương trình cho các em nhá. Chúng ta chú ý này, HCHO này, chúng ta bằng 30A. Cộng với lại CH3, CHO là 44B. Thì bằng 12,6. Đúng không? Đấy. Thế tiếp tục mình có này. Bạc này là 4A này. Bạc này 2A này. 2B, sorry. Vậy thì sẽ có là 4A cộng với lại 2B thì bằng 118,8 gram kết tụ. Vậy ta sẽ được số mol là 118,8 chia 108 bằng 1,1 mol. 1,1 mol. Bên đây bấm máy tính thẻ cái là xong. 12 này. 30 bằng 44 bằng 12,6 bằng 4 bằng 2 bằng 1,1 bằng A bằng 0,2, B bằng 0,15. A bằng 0,2, B bằng 0,15. Cái bài hỏi khối lượng của metanan. Câu này dễ đúng không em? Câu này dễ thở. Khối lượng của metanan sẽ bằng là 0,2 nhân với lại anh này là nhân với 30. Nhân 30 bằng 6 anh. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy thì ở bài này yêu cầu chúng ta phải biết được tên các em ạ. Các em mà không nắm được tên thì coi như vứt đi. Đúng chưa? Đấy. Câu này đôi khi nó rất dễ thôi. Không có gì khó khăn lắm cả, đúng không? Những bạn nào chưa share video livestream về tường thì share nhá. Đấy vừa nãy có bạn vừa thú thực rồi, làm đề của thầy trúng nhiều lắm. Trúng nhiều lắm để cổ vũ thêm cho các em làm sao mà cố gắng học theo thầy kinh khủng. Đề này được 9,5 thì thi đại học không được 8 đâu em ạ. Thi đại học còn phụ thuộc vào cái việc mà em học ở lớp tới lớp 12 như thế nào, em có học thầy ở đâu nữa không, em có học thầy ở Hà Nội Lãnh Huy Hoàng nhé, 66 Trần Đại Nghĩa Hà Nội nhé. Câu 16, những bạn nào muốn đăng ký học lớp offline, sắp tới thầy có khai giảng cái lớp offline ở Hà Nội, thì sắp tới mà thầy mà có bạn nào mà có học cái lớp offline ở Hà Nội của thầy thì đăng ký cho thầy, bạn nào muốn đăng ký học online cũng được nhé. Câu 16, hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn trước kế tiếp nhau trong dãy đẳng chưa nói làm gì. Đúng chưa? Chưa nó năng được gì đâu. Đây. Liên tiếp trong danh đồng đẳng, lấy M gam X đem tác dụng hết với natri thì thu được 14,27 gam chất đạm. Thế thì đây thì có R trung bình COH biết đơn chức thôi. Tác dụng với natri 12 gam natri. 12 gam natri. 12 gam thì thu được chất rắn là 14,27 gam cộng với lại khí hydro. Số mol hydro bằng 0,3366 chia cho 2,4. Đây đề cực khó mà. 0,015. Thế ở đây thì sẽ có bảo toàn khối lượng. Thấy có M của axit cộng với M natri thì bằng cộng M hydro 0,015 nhân 2. Vậy đây thì tìm được M axit 14,27 14,27 cộng với N nhân 2 trừ 12 bằng 2,3. M bằng 2,3. Đúng không? Cộng với lại 0,015 nhân 2 trừ 12 2,3 gram. Đây M axit bằng 2,3 gram. Được chưa? Thế thì M axit bằng 2,3 gram này cũng M gam X này chứ hoàn toàn đến đây này. Hydro này. Mặt khác ta lại có này. Số mol hai lần số mol hydro thì chúng bằng số mol nhóm COH. Vậy ở đây mình tìm được số mol nhóm COH do bọn này là axit hữu cơ đơn chức nên chính bằng số mol axit và chính bằng 2 nhân với lại 0,015 bằng 0,03. Được chưa? Bằng 0,03 nha.
Nhìn chưa? Đấy. Thế vậy đến đây thầy tìm được phân tử khối của bọn axit. Mặt khác này, RCOOH lại tác dụng số mol của axit bằng 0.03, lại tác dụng vừa đủ với brom. Đây này, 0.05 nhân 0.6, 0.03 mol brom. Tỷ lệ 1:1 đúng không? Suy ra bọn này trong hàng axit phải có một đôi CC. Đề bài nói đơn chức và một đôi CC tương đương với công thức tổng quát của thằng axit của thầy, nó phải là CnH2n2O2, N trung bình nhá. Cn trung bình H2n2O2. Vậy hoàn toàn đây thì có phân tử khối của nó này. 14N trung bình trừ đi 2 cộng với 32. Ok, cảm ơn lão Huy Hoàng. Toàn khâu tính toán, đừng có sợ mấy câu tính toán, học thầy nó dễ thôi. Bằng phân tử khối này, khối lượng axit bằng 2.3 biết rồi. Số mol axit biết rồi. 0.03. Mình tìm được luôn. Lấy 2.3 chia n bằng, đây là trừ 2 cộng với 32 thì bằng cộng 30, trừ đi 30 bằng, chia 14 bằng, n bằng 3.33, n trung bình bằng 3.33. Nhìn cái cụm từ liên tiếp chưa? Nên suy ra một thằng là C3, một thằng là C4. Mà công thức tổng quát đấy nhá, thế C3 vào đây là C3H4O2 và C4H6O2. Nên đáp án đúng của mình là C3H4O2 và C4H6O2. C mới là đáp án đúng. Học on thì inbox cho thầy Ngọc Ánh nhá. Inbox cho thầy để học on. Thầy dạy hay, mong thầy ra khóa on. Ok, dĩ nhiên rồi. Thầy đang chuẩn bị khai giảng khóa on đấy. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa on sớm, học chương trình lớp 12 sớm thì ngay lập tức inbox cho thầy nhá. Rồi tiếp tục này, sang câu 17. Rồi tiếp tục sang câu 17 nhá. Em sẵn sàng học tiếp không? Đau học lắm nhưng vẫn cố gắng dạy bọn em đấy. Tên quốc tế của anh này. Đánh số nhỉ. 1. Sorry, thầy viết lại đây cho chúng ta dễ nhìn nhá. C học on thì học phí thấp thôi em ạ. Khóa của thầy để cho các em cực kỳ, học phí cực kỳ thấp, có 500.000 một khóa học cả năm, học đến bao giờ thi thôi. Không những thế lại còn được xem online hàng tuần. 1 2 3 4, được chưa? 1 2 3 4 nhá. Thế với anh này là 2.3 dimetin. Tên quốc tế mà. Acid 2.3 dimetin. Mấy thằng này vứt. Thằng này cũng vứt luôn. Đúng chưa? Xem mé bên này nè. Đây là acid 2.3 dimetin. Đây. Được ý dây. Acid 2.3 dimetin. Đúng là 500.000 một năm. Tuy nhiên ạ. Học phí khóa on thì thầy có 500.000 một năm thôi. Lê Ngọc Huyền mất gốc học on. Được em ạ. Cái khóa online lớp 12 của thầy là xây dựng cho các em bị mất gốc mà. Nhá. Mất gốc học được hết. À, Trần Ngọc Hoàng ơi, tí em tua lại là hiểu nhá. Hello, do Tinh Hoàng, em muốn hỏi thầy cái gì? Đã có này, câu 18. Cho các phản ứng sau đóng học phí online là chuyển khoản cho thầy thôi, thì là em sẽ có được cái link khoa học luôn nhá. 18 thế nào? Trong các phản ứng trên, phản ứng nào không phải là phản ứng thế? Ai giời ơi. Thế này thế nữa này, đây là tách, đúng chưa? Nhìn thấy chưa? Thực ra không phải, đứa nào chọn mỗi 4 rồi là chết, chọn 4 là sai. 2 và 4, 2 là cộng, 4 là tách, chỉ có 1 và 3 là thế thôi. Nên là 2 và 4 không phải phản ứng thế, là 2. Đáp án đúng phải đáp án A mới đúng. Ngô Thị Thanh Đạm đúng. TK Phương đúng. Ok đúng. Ôi rồi ôi. Đấy, một lần sai là một lần nhớ. Học thầy các em sẽ được đứng lên từ cái chỗ mà các em bị sai nhá. Bạn nào chưa xe về tường thì xe ngay về tường đi, chứ những cái câu như thế này thì làm sao mà có được, đúng không? Mình có sang câu tiếp theo, câu số 19. Tại sao có lẽ bây giờ thì sẽ có khoa có thể giải đáp cho lão Huy Hoàng thôi.
Bởi vì đây mày nhìn thấy là có lo cộng vào thế để có một thằng nữa đi ra, đúng không? Đấy. Mình có câu tiếp theo, câu số 19 này. Ôi thầy đau họng á. Hy rát hóa 20 tin bút 2 em. Bút 2 em. 20 tin bút 2 em. Hy rát hóa là cộng nước HOH sản phẩm chính OH đính vào carbon có bậc cao hơn CCCCCOH. H đính đây. Đánh số 1 2 3 4 20 tin. 20 tin. Butan 2 on. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Lão Vi Hoàng. Ok, cảm ơn Đỗ Tinh Hoàng. Em lên fan cứng rồi mà sao giờ mất thế không biết, chắc là do ít comment đấy. Khóa 8 cộng 9 cộng có em ạ. Văn Hoàng có hết. 8 cộng 9 cộng có hết. Học thầy là auto. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 20. Câu số 20. Cho các chất sau, số chất không thể tác dụng với phenol là. Lưu ý cụm từ không thể nhá. Thế thì thầy có khóa 8 cộng 9 cộng dành cho các em, chỉ cần học thầy từ đầu năm thôi là sẽ ok. Khóa 8 cộng 9 cộng nghĩa là trên nền tảng một cái khóa full video cộng với một khóa live stream nữa. Phenol đây. Được chưa? Phenol có tính gì? Acid yếu. Ăn được natri, ăn được nước brom. Đúng chưa? Ăn được NaOH. Đúng chưa? Natri thì phản ứng nhá, brom thì tạo natri sinh ra hiro này, brom thì kết tủa màu trắng này. Phản ứng được với NaOH do acid bazơ này, nhưng thằng này bazơ quá yếu nên không thể tác dụng, vậy chỉ có một thằng thôi, C. Thu Trang đúng, tốt, Nguyễn Đại Yến tốt, Vũ Quốc Tân tốt, Trần Hoàng Hòa tốt, Thu Trang tốt. Câu 21. Câu 21, học phí bao nhiêu thì Văn Hoàng đi bóc cho thầy nhá. Câu 21. Wow. 21 này mệt này. Lycopene công thức phân tử là C40H56 là chất màu đỏ quả cà chua, vì chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn cho phân tử hydro hóa hoàn toàn lycopene thu được hydrocarbon. Anh này hydrocarbon này thì chứng tỏ thằng này thuộc dạng CnH2n+2 này. Nó nhá. Vậy lycopene này, công thức này, thằng này nó đang là gì? C40H56. Thế là nó là C. Vậy là mình sẽ có này, số pi, số K sẽ bằng 82 trừ đi 56 chia cho 2. 82 số hydro đây này, 56 số hydro đây này. 82 trừ 56 chia 2 nhá. 13. 13 thì bằng số pi cộng số vòng. Được chưa? Được chưa? Thế mình có này, một vòng 5 đôi vứt, 4 vòng 5 đôi, 4 vòng là số vòng bằng 4, số pi bằng 4, số pi bằng 5, 4 5 vứt. Đấy, thế bây giờ chúng ta chỉ còn quan tâm là hydro hóa hoàn toàn lycopene thu được C4. Đây là công thức này, công thức của ancan rồi. Ancan thì chỉ có mạch hở thôi. Chính vì vậy nên thằng lycopene lại cũng phải mạch hở. Mạch hở thì không có vòng, chỉ có pi. Pi bằng 13, vậy duy ra lycopene có 13 thôi đúng. Đáp án đúng phải đáp án gì? Wow, thì còn khá nhiều bạn comment đúng đáp án gì. Rất tốt, được chính xác. Đấy, 22, 21, đáp án gì? Chính xác, rất tốt. Các em nhìn mấy cái chiêu skin thì vậy. Nếu mà chẳng may mà có rơi vào mấy bài này thì mình không bị hoảng hốt, đúng không? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu 23. Các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái thì xem nào. Các em học live là các em hiểu bài không nhỉ? Bạn nào hiểu bài chấm thử một cái để thầy ngắm cái xem nào. Hiểu bài chứ? Nào, mình có tiếp. Câu 22. Số là dãy đồng đẳng của benzen công thức chung là. Úi dồi ôi. CnH2n-6 và n lớn bằng mấy? N lớn bằng 6 đúng không? Đáp án đúng đáp án gì? Đứa nào mà sai câu này nó bây giờ thì vứt đi, đúng không? Fan cứng ngồi để thành thạo tốt. Các em nhớ ra lớp bảo các bạn để cùng theo dõi học thầy nhá. Nhớ là tag các bạn vào trong bất kỳ một cái tài liệu nào của fanpage của thầy nhá. Chiêu and skin thầy dạy. Ok, đấy thầy có rất nhiều. Mạch thở có 13 đồ chính xác luôn. Đấy, mình phải thực chiến thì mình mới khủng được. Sang câu 23. Có thể nhận biết anken cách nào? Đốt cháy khó nhận biết. Cho lội qua HCl chịu. Nước chịu, chỉ có thể lội qua brom hoặc cả một đồng vốn từ phenol nào. Mất màu cả nhà nhá. Đáp án đúng là gì? Được chưa? Ok.
anti để em lo. Rồi nhớ xe lại về tường. Xong rồi tác các bạn xong. Ui dồi ôi. Câu 24 một câu cực kỳ hay. 24 một câu cực kỳ hay. Đề chất không? Đề thì quá chất nhưng không? Làm vỡ mặt. Mg hỗn hợp A gồm propan 1 ôn, C3H8O, phenol C6H5OH. Đây thầy sửa này cho dễ nhìn, C3H7OH. Tác dụng với natri dư. Thu được khí hydro. Chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng 3,92 chia 2,4 bằng 0,175. Thế mình có này, số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol H2 đúng không? Cái này thầy nói rồi. Vậy bằng 0,175 nhân 2. 0,35. Anh này một nhóm H, anh này một nhóm H. Vậy tổng số mol của bọn này chính bằng số mol nhóm H bằng 0,35. Mình phải nhìn nhanh như thế. Tiếp tục ăn NaOH. Ăn NaOH các em lưu ý nha. Ăn côn không ăn NaOH. Được chưa? Cường ơi. Thầy để file ở ngay trên Word thầy nhá. Ăn NaOH này, C6H5OH này. Chỉ ăn NaOH. Còn lại thằng này ăn côn không ăn. Mình tìm được số mol NaOH bằng 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Rồi xin ra số mol C6H5OH bằng 0,1. Mặt tổng bằng 0,35, suy ra này bằng 0,35 chứ 0,1 bằng 0,25. Tìm giá trị của mỏ. 0,25 nhân với anh này là 60 cộng với 0,1 nhân với anh này là 12 nhân 6 cộng 5 cộng 17 bằng 24,4. Đáp án đúng đáp án. Rẻ. Ok. Rẻ của em. Và dễ dàng, đúng không? Đối với thầy Minh Milin học hóa là cách thông minh nhất có thể. Chúc bạn đã tìm được thầy Minh Milin rất là sớm. Hello Lê Cường. Có chuỗi phản ứng sau. Biết rằng A tỷ khối hơi so beta là 2,5. Vậy là mình sẽ tìm được phân tử khối của A. 2,5 nhân phân tử khối của metan là 16 thì bằng 2,5 nhân 16 40. Cách nhanh nhất đi bấm thử của này xem thằng nào bằng 40. Thằng này bằng 26 phút rồi. Đúng không? Đúng không? Vậy là thì có anh này bằng 40 này, anh này 40 này, anh này bằng 54 phút tiếp. Vậy chỉ có A và C thôi. Đúng chưa? Bây giờ thì viết chương trình câu 25 nhá. Đấy, viết chương trình câu 25 cho các em mình xem. C3H4 hả? C3H4 này. C3H4 cộng hydro này. Bây giờ cả hai này đều xúc tác paladi rồi. Phở dê trên phở bò. Vậy là chỉ cộng vào một pi thôi. H2 được chưa? Đây tạo thành C3H6 đúng rồi, hai này đúng. Cộng HCl thì tạo thành C2H5Cl. Đúng chưa? Anh này là anh A này, anh D này, anh E này. E có một sản phẩm, à đâu sorry. Đây còn một C đây nữa, chết rồi, thầy ghi nhầm. À, anh này là CH này. CH3 ở đây. Thầy thiếu đấy. Đây CH này. CH3. Thằng này là C3H7Cl. Sorry cả nhà nhá. Thì cộng HCl thì C3H7 này C. Được chưa? Cl đây. E là sản phẩm chính. Cho vào cao H trong môi trường ăn côn thì clo vứt ra. Đúng chưa? A, B, D, E thì bà chỉ hỏi đến E thôi. Đúng chưa? Vậy E của thầy là gì? Sản phẩm chính này. E sản phẩm chính, vậy thì đáp án đúng đáp án A. Đấy, chúc mừng tất cả các bạn đáp án A. Ừ ok, thầy vừa nhầm thầy sửa lại rồi. Đáp án A nhá, câu 25 đáp án A. Có sang câu tiếp theo. Wow, câu 26 nè. Câu 26. Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt. Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt. Acid acrylic, acid formic. Các em nhìn nha. Chỗ này chúng ta phải thuộc. Acid acrylic là gì? C nối đôi C gạch COOH. Được chưa? Acid formic. Ok, lãi hoàng.
Em mà gặp bài khó, các em ơi, trong quá trình bọn em học nhé, bọn em mà gặp bài khó ấy, thì bọn em đây vào cái nhóm này nhé, hóa học thầy cùng thầy Minh Miên đi này, đấy đang có 4888 bạn này. Em chỉ cần đăng cái bài vào trong cái nhóm này thôi thì sẽ được trả lời rất là nhanh. Đây nhá, ví dụ này, ví dụ có rất nhiều bạn đã đăng bài vào trong nhóm này để nhận được sự trả lời. Đây tôi thay thế này, tận đến 30 bình luận của các bạn này. Đây có rất nhiều bạn đấy, trong này thầy còn cả thông báo nữa đấy, có rất đầy. Bạn Thiên Băng Lãnh Hàn này, Help Me này, tận 29 bình luận này đấy, được chưa. Còn những bạn nào nhé mà chưa kịp xem cái video live stream thầy mà bị ẩn nhé, thì em vào lại channel YouTube của thầy Minh Mielin này, vào channel YouTube của thầy Minh Mielin này, đánh này Minh Mielin nhé, tìm kiếm này Minh Mielin này, đánh này, tìm được channel YouTube thầy này. Đấy thì trong cái channel này là sẽ có tất cả các video thầy live đã live stream thầy thả lại đây dành cho các em. Đây 30.000 lượt xem này, 17.000 này, 5.8.000 này, 4.000 này, 3.2.000, 3.000, rất rất nhiều video live stream thầy, các em có thể theo dõi lại nhé. Đấy, những bạn nào mà chưa biết những cái điều đấy thì có thể làm ngay bây giờ, làm ngay lập tức để mà có thể được sát cánh cùng thầy trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhá. Ôi đau học quá. Nói nhiều chúng nó quá bị đau học. Được chưa? Mình tiếp tục này. Acid formic của mình là HCOOH, phân biệt hàng này. Natri không phân biệt được, cao mắt không phân biệt được, N2CO3 không phân biệt được. AgNO3 trong NH3 không hiện tượng kết tụa bạc bởi vì nó có dạng gì? HCO. Ta còn đúng đáp án này. Được chưa? Dễ không? Quá dễ nha. Mình sang tiếp này. Thời 2011 còn được như này thì tốt mấy. Chưa có chị Huế, chưa gửi cho thầy, chưa thấy chị Huế đâu. Khả năng cao chị Huế vẫn đang đi chơi với người yêu. Em thông cảm tí. Phải thể cho, có thể thầy của em thì có thể làm không thể nghỉ được, nhưng mà chị Huế thì phải làm. Có ngày nghỉ, đúng không? Mình phải tạo điều kiện cho con gái nhà người ta còn có gấu. Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi các chất sau. Thế nhiệt độ sôi cao nhất, nhiệt độ sôi cao nhất là phải thằng nước. Cái nước phải cao nhất, đúng không? Sau đó đến xe A5H và đến xe S3H là bạn đúng đáp án. Ok chưa? Tại sao mình không phải dễ dễ rồi? Tên theo danh pháp thay thế của thì viết cái này. OH đây đúng không? Đánh số 1, 2, 3, 4. Phải ưu tiên đánh số từ nhóm OH nhé. Cái này là gì? Penta hay là bút 2N 1On. Ta mà đúng đáp án A. Hu hu nhầm, khổ thân, mắt lé. Bây giờ làm xong bài kiểm tra rồi mới biết mắt mình bị lé. Khổ thân quá. Câu 29. Các em ơi, mình còn có 10 câu nữa thôi. Mình chỉ có 10 câu nữa thôi. Và 10 câu này, 10 câu khá là khó đấy. Câu 29 nào. Thì mai mới có đáp án. Và đáp án hỏi điều đấy. Thì mai mới có đáp án chứ sao. Mai mới có điểm chứ sao. Các em ơi, mình đến câu 29 rồi. Bao nhiêu bạn muốn để chữa full 40 câu? Chấm cái. Những bạn nào, những thanh niên nào muốn để chữa full 40 câu, chấm cái để xem nào. Chấm cái xem về tường nào. Bao nhiêu thanh niên muốn thầy chữa full 40 câu? Nào, chúng ta có câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hợp chất hữu cơ X mạch thở thì cần dùng 17,4. Thế chưa biết X đây. Đề bài cho 0,12 thì biết thế. Cộng oxy 17,427 17,472 chia 2,4 bằng 0,78 mol. 0,78 mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy có bình đựng thu được CO2 H2O vào bình đựng BaOH 2 lần. Dư thu được kết tụa BaCO3. 94,56 gram kết tụa. 94,56 chia 197 bằng 0,8. Em để ý nhá, ở đây cụm từ dư này. Nên số mol BaCO3 chính là số mol CO3. Dung dịch giảm 62,64 âm 62,64 bằng m vào trừ m ra. Được chưa? Được chưa?
Vậy ở đây mình sẽ có này, m vào là m CO2 cộng nước, m ra là m kết tủa, đúng chưa? Vậy mình có này, m CO2 biết rồi, 0,48 nhân 44 cộng m nước, m kết tủa để bài cho 94,56. Vậy nên mình tìm được m CO2, m nước luôn, âm 62,64 cộng với 94,56 bằng trừ đi 0,48 nhân 44 bằng m nước bằng 10,8, số mol nước 0,6. Rồi. Vậy đến đây thì bảo toàn khối lượng là thì tìm được khối lượng của hợp chất hữu cơ X, đúng không? Bảo toàn khối lượng. Ta có này, X này. M của X cộng với 0,78 nhân 32 bằng, thôi Văn Hoàn, gì mà kinh thế? Kinh thế thì khổ, thầy không dạy theo kiểu ác man dã man như vậy đâu. Sai chúng ta có thể làm lại mà. Nhân 18. Mình có này. 0,48 nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 bằng trừ 0,78 nhân 32 bằng 6,96. Mx bằng 6,96. Vậy mình tìm được phân tử khối của x chia cho 0,12 bằng 58. Giờ tết này. Anh này bằng 60. Vứt. Anh này 46. Vứt. Xe 4H10 nha. Xem nào. 12 nhân 4 cộng 10. À 58 được. Vậy đáp án đúng mình đáp án. Xe. Ngon chưa các em? Thấy kinh khủng không? Đấy. Giải nó phải như vậy đúng không? Nó phải đỉnh cao như vậy chứ không phải cứ đặt ẩn giải hệ mới là đáp án. Ẩn giải hệ ra đáp án thì nói làm gì nữa. Câu tiếp theo của số 30. Các em cũng comment đáp án câu 30 xem nào. 30. Con số các phát biểu đúng là nhiệt độ sôi của acetone nhỏ hơn acrylic, nhỏ hơn axit acetic, nhỏ hơn axit nitric đúng. Anhít là hydrocarbon. Sai. HCO thì tính khử khi tác dụng với bạc cộng. Bạc cộng, chúng ta lưu ý bạc cộng về bạc không. Đây là tính oxy hóa. Vậy HCO thì tính khử đúng. Dung dịch formalin hay phocmon. Chính xác, trong rượu là sai, trong nước. Nước ép từ quả chanh không hòa tan được CaCO3 sai, quả chanh là CH3COOH sử được CaCO3 không là sai. Đây có 1 2 nhận định đúng thuận. Đáp án đúng đáp án gì? Nhiều bạn chết chỗ này, rượu. Được chưa? Ok chưa? Câu 31. Mình sang câu 31 nhá. Khi đun nóng ăn côn non lên trước mạch hở X, bởi H4 đặc thu được ETI. Tỷ khối của Y so với X. Ancol no đơn chức. Thế mình lưu ý rằng ancol mà no đơn thì chắc chắn thu được ete no, đúng chưa? Tỷ khối của Y so với X là 14,1,4357. À, thế thì hơi khó đấy. Bây giờ em mà không theo dõi và không xe lại về tường, những bạn nào mà muốn nghỉ thì phải xe lại về tường, chứ nếu mà không xe về tường là tí thể ẩn là biến mất đấy nhá. Xe lại về tường thì anh ta lưu ý này. Thế thì hoàn toàn đã có này, tỷ khối của Y so với X là bằng 1,4357. Vậy thì có này, phân tử khối của Y so với phân tử khối của X bằng 1,4357. Ăn cùng đơn là R OH ethanol ROR. Vậy suy ra ta có R cộng 16 cộng R chia cho R cộng 17 thì bằng 1,4357. Suy ra thì có này, 2R cộng 16 thì bằng 1,4357 R cộng với 17 nhân 1,4357 bằng 24,4. Vậy đây thì tìm được R, đúng không? 24,4 trừ đi 16 bằng chia cho 2 trừ đi 1,4357 bằng
R bằng 14,89. Vậy R bằng 15. R bằng 15 thì R chỉ có thể là CF3. Vậy chắc chắn là C. C bảo hoạt 31 đảm bằng C. Ôi chị, cái gì đây? Cái gì đây? Đáp án đúng của mình nó phải là đáp án. À, đấy là do nó nhìn thấy tay thầy đấy. Đáp án đúng đáp án C nhé cả nhà. Mình sang câu 32 nhá. Câu 32 này. Anken có tên là C C C nối đôi C C 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ô, thầy giải nhầm à? Mấy đứa đang các em bấm lại máy tính cho thầy xem đúng không? Thầy bấm nhầm à? Thầy thử lại xem nhá. Một thằng ET là xem nào. 15 cộng 16 cộng 15 bằng chia cho 32 bằng 1,4357 mà. Đúng không? 32. 1 2 3 hoàn xem lại nhá. 1 2 3 4 đúng không? Thế có này. 20 tin bút 2N. Đáp án đúng đáp án A. 20 tin bút 2N nhá cả nhà nhá. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Thầy vừa tiết lại thôi. Bài 2 xong. Sang tiếp. Chắc phải mai, chắc tối nay chị Huế đi chơi overnight rồi. Thầy cũng chẳng biết, thầy mãi like. Có khéo chị Huế đi chơi overnight rồi. Nên là bỏ rơi bọn em, bỏ rơi thầy. Câu 33. 33 nhá. 7 câu nữa. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa 40 câu chấm ra nào? Nó học lắm rồi. Không hỏi hết nữa. À, cái câu này thì đơn giản. Tìm số mol siêu 2 17,6 chia cho 44 bằng 0,4. Số mol nước 10,8 chia 18 bằng 0,6. Chú ý này, bọn này đều hydrocarbon. Mình cứng có khối lượng của hydrocarbon. Như thầy đã dạy trước thì bằng 12 lần N CO2 cộng với lại 2 lần N nước. Vậy bằng 12 nhân với 0,4 cộng với 2 nhân với 0,6 và bằng 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,6 bằng 6 ha. Đáp án C. Ok chưa? Dễ ạ. Sang câu 34. Styrene không có khả năng phản ứng với. Styrene công thức thế nào nhỉ? Đây. C nối đôi C. Ăn được brom, ăn được hydro, đây là đề bài không những loại. Ăn được KMNO4. Vậy chỉ có là không ăn được AgNO3 trong đoạn 3 thôi. À, mình sang câu tiếp theo, câu số 35, sắp đến với câu siêu khó rồi đấy. Trong những chất sau đây, chất nào là đồng phân của nhau? Chất nào là đồng phân của nhau? Đồng phân của nhau là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Anh này là vứt đi rồi. Anh này 1, 2, 3, C, anh này có 2, C vứt tiếp. Đúng không? Anh này này. Anh này thì biết là C2H6O, anh này cũng là C2H6O. Vậy là hai này đồng phân nhau. B bỏ, chính xác rồi. Bằng làm đi bỏ. Rất tốt, Nguyễn Thái Hà rất tốt mà. Wow, mình sang câu 36. Không biết sau câu 36 này còn bao nhiêu bạn trụ lại được học live của thầy. Không biết sau câu 36 này còn bao nhiêu bạn trụ lại được. Theo dõi nha. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no và thở đều chứa cho nhóm xe đôi trong phần tử mỗi chất của hai nhóm. Thế thì đặt chung đấy, bọn này là R. Hai nhóm trong số các nhóm trước. Thế thì thầy cứ giả sử nó có OH này, nó có CHO này, nó có COOH đi. Đây là R trung bình mà. M ra mức phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong NH3, đớp nhau với AgNO3 trong NH3 ra được bạc. Số mol bạc bằng 4,05 chia 1,8. 0,0375. Câu này kinh khủng lắm, các em nhìn nhá.
OH không trắng bạc, COH không trắng bạc, chỉ có CHO trắng bạc. Một CHO cho ra hai bạc. Số mol bạc bằng 0,0375. Suy ngược lại được số mol của CHO bằng 0,0375 chia 2 bằng 0,01875. Vậy thì có số mol nhóm 0,0175. Được chưa? Cộng với muối amoni hữu cơ, OH không thay đổi. Muối này là R OH. CHO tác dụng AgNO3 trong NH3 thì tạo thành COH, trong NH3 thì tạo thành CONH4. Thằng này cũng biến thành CONH4 do COH trong môi trường NH3 thì biến thành CONH4. Vậy OH giữ nguyên, nhưng CHO và COH thì biến thành CONH4. Tác dụng với NaOH dư thì sinh ra NH3. Số mol NH3 bằng 0,02. Vậy suy ra số mol của nhóm CONH4 này cũng bằng 0,02. Suy ra số mol của cụ CHO và COH này bằng số mol nhóm COH4 bằng 0,02. Vậy nên mình tìm được số mol nhóm COH 0,02 trừ đi 0,01875 bằng 1,5 x 10 mũ trừ 3. 1,25 x 10 mũ trừ 3. Được chưa? Nhìn kỹ nha. Chỗ này là 1,88. Các em nhìn này, ở đây thì có bộ phận ROH, ROH lại cứng nhắc. Vậy thì sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. Thì tủ con này thi nhá, đi về tường đấy. Vậy thì có này 1,88 có phải bằng cái khối lượng của này M cộng với này CHO vứt đi thêm vào CONH4. Vậy là CHO là bằng 29, CONH4 là cộng với cụm này 44 này. Cụm này 14 cộng 4 là cụm 18 này. Nhân với lại số mol của nhóm CHO là bằng 0,01875. Được chưa? Cộng với này COH vứt đi là trừ 45, cộng với cụm COO là cộng 44, cộng cụm NH4 là cộng 18, nhân với số mol của COH là 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Và đây thì mà bấm máy tính nha. Trừ 29, trừ 29 cộng 44 cộng 18 nhân với 0,01875 cộng với trừ 45 cộng 44 cộng 18 nhân 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 1,88 trừ n bằng trừ 29 này cộng 44 này cộng 18 này nhân với lại 0,1875 này. Được chưa? 1,86 à, 1,86. Ok, thank you cả nhà. 1,86 đây, thằng này trừ đi bằng 0,64 này. 1,86 trừ n bằng 1,22 c. Ok Hằng Vũ, cái này thì chữa rồi, tí nữa em tua lại nhá. Cái này thầy chữa hết ở lớp off rồi. Thầy nói lại tăng giảm khối lượng này. Một nhóm CHO vứt đi này, một nhóm CONH4 bơi vào này, trừ 29 cộng 44 cộng 18 cho bạn chưa kịp hiểu. Một nhóm COH vứt đi, một nhóm CONH4 bơi vào, vứt đi COH là trừ 45, bơi vào là cộng 44 cộng 18. Thế là xong. Ok, thank you cả nhà. M bằng 1,22 nhá. Kinh không? Các em thấy dã man không? Đấy, mình sang câu tiếp theo, câu số 37. 37 là mình chỉ còn 3 câu nữa thôi. Hỗn hợp X gồm CaC2 X mol Al4C3 Y mol. Nước dư thu được C2H2 là X, CH4 này Y này, thằng này là 3Y. A gam kết tụa Al OH bằng này. Z đốt cháy hết hết. Mang Z thì đốt cháy. Cộng oxy. Thu được CO2 H2O. A gam kết tụa số 1 là A chia cho 78 nhá. Được chưa?
nước rất dư mà. CO2 là nước này, thành bảo bằng carbon này, 2x cộng 3y. Hydro không quan tâm đấy, chỉ quan tâm đến 2a gam kết tủa thôi. Cho toàn bộ sản phẩm vào y là dung dịch y. Đây trong này còn dung dịch y nữa. Đấy, thế dung dịch y thành gồm gì? Thế giờ mình đi giải, biết rằng các phản ứng xảy ra đều hoàn toàn, được chưa? Biết rằng các phản ứng xảy ra đều hoàn toàn. Tìm đề bài yêu cầu chúng ta xác định tỷ lệ xy. Em lưu ý nha, bên trong dung dịch y này chúng ta giờ còn thằng nào? Để mà có kết tủa thì chắc chắn nó phải còn AlOH4 lần trừ, đúng không? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tìm xem là AlOH4 lần trừ còn bao nhiêu, đúng chưa? Thế thì chúng ta lưu ý một chút. Chúng ta lưu ý một chút là AlOH4 lần trừ chỗ này là 2 gam kết tủa. Thế là CO2 đốt cháy hết Z cho toàn bộ sản phẩm Y. Thế thì ta tìm được số mol của AlOH4 lần trừ còn lại. Còn lại được, chúng ta tìm được, đúng không? Câu này khá là khó, khá là cứng luôn. Các em nhìn kỹ chưa nhỉ? Thế bây giờ nhá, thầy viết lại cái chỗ này, chúng ta cùng nhìn này. CaC2 này, vậy thì còn có là số mol của Ca mất 2 lần của thầy bằng x, đúng không? Thì chui trong này là A/48b rồi. Thế đây các em lưu ý cho thầy nhá, lưu ý cho thầy biết các phản ứng sẽ là hoàn toàn. Đây là thằng AlOH3 lần rồi, vậy trong này nó sẽ là CaAlOH4 lần tất cả 2 lần, được chưa? Thế vậy kết tủa của thầy bảo toàn canxi đã, đây là x, đúng không? Thầy còn cẩn thận là có cả CaOH lần dư nữa. Đúng, chính xác, hạch dạ mà lắm. Nhìn kỹ nha. Vậy bài tập này của thầy nó sẽ gồm này, dung dịch y này, bao gồm này. Nhưng mà nếu mà có CaOH lần dư thì không tồn tại AlOH3 lần, nên chắc chắn là dung y thầy chỉ tồn tại CaAlOH4 lần, 2 lần thôi, được chưa? Bảo toàn canxi thì này là x chui hết vào đây, vậy x cộng với lại CO2 là 2x cộng 3y, được chưa? Đấy, thế thì vậy suy ra bọn này tách ra thành hai phần, một phần là canxi 2 cộng là x, một phần AlOH4 lần trừ là 2x, được chưa? Còn đằng CO2 ở đây là, thế vậy mình nhìn đây là 2x cộng 3y là lớn hơn 2x, đúng không? Và chắc chắn chỗ này thì tạo thành kết tủa là AlOH3 lần rồi, được chưa? CO2 và canxi 2 cộng nên kết tủa lần này là 2x. Nga, tiếp tục này, canxi là 2 cộng CO2 này, số mol OH trừ ở bên trong này là vẫn còn dung nguyên, đúng không? Số mol OH trừ ở bên trong này thì là CaOH hai lần thì nó bị đớp ở đây rồi, nên nó tồn tại là cả thằng CaAlOH4 lần trừ, đây là CaOH hai lần thì cộng với thằng nhôm, thế nên nó nằm ở giữa. Vậy là CaOH thì ở trong này còn hai thằng OH trừ, hai thằng OH trừ thì tạo thành kết tủa CaCO3, đúng không? Thế là còn x và 3y thôi. Kết quả này chắc là mai view tụt hơn tụt quần. Câu này câu cứng mà. Câu này câu cực kỳ cứng luôn. Quá cứng chứ không còn là cứng nhá. Thầy uống một nước đã. Các em cần chú ý cho thầy nhá.
Thế là vậy là hoàn toàn là thầy sẽ có này, số mol của AlOH 3 lần. Ở đây này. Ngay tức ở đây này. Thầy đang giải cái thằng đằng sau, được chưa? Vậy thì mình có này, kết tủa lần 2 của thầy là chỉ gồm cái kết tủa AlOH 3 lần bằng 2x thôi, không có kết tủa CaCO7. Nha, bởi vì thằng này không có OH trừ thì cộng với CO2 nữa. Mặt khác thầy lại có là thằng kết tủa AlOH 3 lần đầu tiên ấy. AlOH 3 lần đầu tiên này. A trên 48 chính bằng 4 y trừ 2x. Tại sao nó lại bằng 4 y trừ 2x? Các em nhìn nhá. Các em nhìn được kỹ nha. Nó bằng 4 y trừ 2x. Được chưa? Đấy, thế vậy hoàn toàn ở đây thì có này. Phần sau thì gấp đôi phần trước, vậy thì có 4y trừ 2x thì bằng 2 nhân với 2x. Suy ra thầy có 4y sẽ bằng 4 này cộng 2 6x. Suy ra x chia y. Suy ra x phần y bằng não em đi đâu. X phần y bằng 6 này, 4, 4 phần 6 bằng 2 chia 3. Ôi chết, nhầm à? Từ từ thầy tính nhầm đâu. Đây là 6x, 6x thì bằng 4y. X chia y 6x bằng 4y. Ơ à? Thế thầy bị lỗi à? Từ từ các em thầy nhìn lại chút. CO2 dư nhưng mà không có, không có CaCO3, tại vì là CO2 cộng với lại thằng kia thì mất rồi. Các em đợi thầy tí xíu. Thầy đang bị nhầm đâu nhỉ? Nhìn lại của thầy chút nào. Nhìn lại của thầy chút nào. Chỗ này thì hình như 3 chia 2 nhưng mà thầy đang giải kiểu gì ra được có 2 chia 3 này. Thầy đang bị nhầm đâu ấy. Ơi. Thầy đang bị nhầm ở chỗ nào ấy, thầy đang không biết là thầy đang bị nhầm đâu. Đang bị nhầm ở đâu nhỉ? Thằng này là bằng 4x trừ 2y, đúng rồi. À thôi chết, 4y trừ 2x, đúng rồi. Thằng này thì bằng 2x, đúng rồi. 4y trừ 2x bằng 2 a gam kết tủa, a gam kết tủa bằng 2 lần, đúng rồi. 4y trừ 2x. Bốn y trừ hai đang không hiểu là thầy đang bị lỗi ở đâu, thầy đang bị lỗi ở đâu đó. Không đọc comment nó vậy. Sau bằng 2 lần trước. Ừ. Thì sau của thầy là 2x. 2 nhân 4y trừ 2x. À ừ. Thôi chết rồi. Sau bằng 2 lần trước. 2 nhân ok thank you. Vậy nó bằng là 8y trừ đi 4x bằng 2x. 8y bằng 6x. Suy ra x chia y bằng 8 phần 6. Thank you. 4 chia 3. Thank you cả nhà. Bê bỏ. Thế nhá. À, ok, thầy bị lỗi. Lỗi kỹ thuật. Sang cậu 38. Bài 8 sẵn sàng chưa? Bình kín chỉ chứa các chất sau. Acetylen này, CH3CH này, 0,5 này, vinyl acetylen này, CH2 nối đôi, CH 0,4 mol này, hydro này, 0,65 mol này, ít bột nickel này, nung đóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X, DX so hydro bằng 19,5. Chắc chắn gồm CH nối 3 CH này, CH2 nối đôi nhiều lắm đúng không? X cũng nhiều thằng lắm, chắc chắn là có tác dụng AgNO3. AgNO3 trong NH3 0,7 mol này.
thu được kết tủa này. Và là hỗn hợp khí Y này 10,08 10,08 chia 2,4 bằng 0,45. Khí Y này phản ứng tối đa với lại 0,55 mol brom. 55 mol brom. Đấy, xác định giá trị của M. M 10 gam cái tủa bao nhiêu? Thế vậy ở đây các em cần chú ý là thằng X của thầy sẽ gồm những thằng như sau này: CH2CH, CH gạch, C núi 3, CH này. Thế này thầy xoay ngang cái tờ giấy ra cho người ta dễ nhìn nhá. Thầy trình bày lại cho các em dễ nhìn. Cái bài này phải trình bày mới dễ nhìn này. Acetylen, nhìn kỹ nha. Acetylen 0,5. Vinin acetylen. Hydro 0,65. Nung này thu được X này, DX so với hydro này bằng 19,5 này. X gồm này, một thời gian này vẫn có thể có nhiều thằng còn dư này. Vẫn có thể có HCH2 này, nối đôi CH2 này, C2H6 này, tạo thành hết đúng không? Anh này thì thầy viết là CH3 này, CH2 này, CH này, CH2 nối đôi CH, C nối đôi CH nối đôi CH2 này, CH2 nối đôi CH, CH2, CH3 này và C4H10. Có cả hydro dư. Ok. Giờ cho bọn này thì hỗn hợp đích rồi, đi qua AgNO3 trong NH3. 0,7 mol. Thì thu được kết tủa này cộng khí Y này. Và điều kiện tiêu chuẩn số mol 10,08. Đúng chưa? Chia 2,4 bằng 0,45 thì lại phản ứng được với brom là 0,55 mol. Xác định giá trị của M. Ui câu này khó. Thế các em nhìn nhá, nhìn kỹ ở đây này. DX này thì thầy tìm được D này, D D của A. Hỗn hợp này hỗn hợp A đi. Ở góc này thầy tìm này. Thầy tìm DA so hydro sẽ bằng 0,5 nhân với 26 cộng với 0,4 nhân 13 nhân 4 cộng với 0,65 nhân 2 chia tổng số mol là 0,5 cộng 0,4 cộng 0,65 bằng chia 2 tiếp. Không, hơi lẻ nhỉ, để thầy chia lại nhé. 0,5 nhân với 26 cộng với 0,4 nhân với 12 nhân 4 cộng 4 cộng với 0,65 nhân 2 chia cho tổng số mol 0,5 cộng 0,4 cộng 0,65 bằng chia 2 bằng rồi 11,32. Mình có này, DA trên DX bằng NX trên NA. Vậy DA trên DX thì bằng 11,32 chia cho 19,5 0,58 thì bằng, suy ra NX sẽ bằng NA nhân N. NA thì bằng 0,5 cộng với 0,4 cộng với 0,65 0,9. Số mol X bằng 0,9. Số mol A bằng 0,5 cộng 0,4 cộng 0,65 bằng 1,55. Ta có này, số mol hỗn hợp giả chính bằng số mol hydro phản ứng. Vậy là bằng 1,55 trừ 0,9 bằng 0,65.
Được chưa? Bằng 0.65 nhá. Ở đây mình sử dụng phương pháp bảo toàn liên kết pi. Ở đây mình sử dụng phương pháp bảo toàn liên kết pi. Thì mình sẽ tìm ra được này. Ui, số mol y phản ứng. Thôi có lẽ. Ở đây mình sử dụng phương pháp bảo toàn liên kết pi nhá cả nhà. Thế ở đây mình có này. 0.55 mol brom này. Đây là số mol hydro phản ứng của thầy là bằng 0.65. Ừ đúng rồi, bảo toàn liên kết pi nghĩa là nghĩa chính xác. 0.65. Mà anh này là có 0.7 thôi. Được chưa? 10.8 lít trong lọc khí y phản ứng tối đa với 0.55 mol brom. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm được m anh này. Muốn tìm được m anh này thì mình cần tìm được m của những thằng còn lại này. M của những thằng còn lại này. Muốn tìm được m của những thằng còn lại này thì mình có khối lượng những thằng còn lại này trừ đi khối lượng của những thằng y là xong. Thế thằng y này thì nó lại bằng 0.45 mol y này. Với lại phản ứng tối đa với 0.55 mol brom. Thế thằng y thì trong y này còn pi. Đúng không? Cái view đi từ view rồi. À, thôi từ từ, để tí nữa giải câu này sau nhá. Thầy giải câu này cho dễ, cho mấy đứa nó còn đi ngủ. Từ từ nhá, thầy giải cho câu 39 trước nhá. Câu 38 bót để cuối nhá. Được không? Đó, 39 này. Đốt cháy hoàn toàn anhydrid X thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước. Anhydrid X thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước. Thầy chữa câu 39 trước cho các em cùng học nhá. Sau tí câu kia thì chữa lại sau. Thu được thể tích CO2 bằng thể tích hơi nước này. Vậy mình có này 0.1 mol x phản ứng với 0.4 mol bạc. Mình có số mol bạc chia số mol x bằng 0.04. Tí nữa thầy tính chữa. Chia 0.01 thì bằng 4. Vậy hoặc là HCSO, hoặc là có hai nhóm chó. Được chưa? Tí rồi thầy chữa bài đấy. Thế tiếp tục này. Nước bằng CO2. Vậy thì có N nước chia N CO2 bằng 1 chia 1, vậy đặt N nước là 1, N CO2 là 1, suy ra để có C chia H bằng bằng mấy? Em gần hết 3G rồi, thấy gần hết. C chia H bằng 1 chia 2, đúng không? Suy ra công thức của nó là CH2, đúng chưa? Công thức đơn giản nhất các bạn là CH2. Vậy thì đây CH2 đây. Chỉ anh này thỏa mãn đúng không? Đáp án đúng mình đáp án. À, rất tốt. Câu 40 nhé. Nốt câu 40 mình quay trở lại 38 thôi. Hóa hơi 15.52 gam hỗn hợp của một axit no đơn chức và một axit no hai chức. Số mol x lớn hơn số mol y. Thể tích, vậy thì tìm được số mol x, y này. Axit no đơn chức là RCOH. Axit no đa chức là R phẩy COH tất cả x lần. Ừ, A lần đi. Số mol x lớn số mol y. Thể tích hơi thì để tìm số mol 5.6928 0.2 mol. Khối lượng bằng 15.52. Được chưa? Khối lượng bằng 15.52. Vậy thì tìm được phân tử khối trung bình sẽ bằng 15.52 chia cho 0.2 77.6. Đúng chưa? 77.6. 77.6 thì lớn một thằng là chưa làm được gì hết, đúng không? Nếu đốt cháy vào ổn vài xít trên thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 10.752 chia 2.4 bằng 0.48. 0.48. Vậy đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình. 0.48 mà chia cho 0.2 thì bằng 2.4. Lớn hơn 2. Lớn hơn 2. Đúng không?